Xin chào các bạn, tôi là Nguyên, chuyên gia về điện và điện lạnh ô tô. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị em biết một cái căn bệnh của thằng máy lạnh của thằng xe Ford Everest. Cái bệnh này thì rất chi là ít gặp. Nếu mà chúng ta mà phải là thợ lâu năm, nhiều năm trong nghề, trong lĩnh vực máy lạnh ô tô thì chúng ta mới có thể biết được và đọc bệnh, đồng thời là xử lý tình huống được. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ cho anh em cái căn bệnh này. Đây là một trong những căn bệnh mà làm cho xe của chúng ta lạnh nó không sâu, đồng thời là lốc lạnh của chúng ta có biểu hiện là toát hơi nước, mà đồng hồ hiển thị là đo ga của chúng ta là không rõ ràng, mà chúng ta sẽ nhận biết bằng căn bệnh này bằng cách là phát hiện ở trên thân lốc là nó sẽ bị toát nước lạnh ra. Mọi người thường nhìn cái lốc lạnh của chúng ta toát nước ra thì tưởng là máy lạnh của chúng ta, hệ thống của chúng ta làm là rất chi là ngon đấy, độ lạnh là rất chi là đạt, nhưng ngược lại thì cái độ lạnh của chúng ta sẽ không đạt đâu các bạn. Các bạn nhìn cái đồng hồ của chúng ta thể hiện và biểu hiện như thế này thì chúng ta sẽ không biết được là máy lạnh của chúng ta có tốt hay không. Đây, áp hút của chúng ta bây giờ đang là gần 3 kg và đường đẩy của chúng ta là hơn 12 kg. Hệ thống thì báo rất chi là đẹp, nhưng ngược lại là hệ thống máy lạnh của chúng tôi đo là 15 độ các anh em ạ. Thì anh em sẽ nhìn và quan sát cái căn bệnh này của chiếc xe Ford Everest này. Đây là lốc của máy lạnh. Đó, anh em nhìn toàn bộ thân. Đây là động cơ đang chạy nhá. Toàn bộ thân này là lạnh toát luôn, toát hết toàn bộ mồ hôi ra. Đấy, máy lạnh thì tưởng là lạnh nhưng không phải lạnh anh em ạ. Đường ống thì rất chi là mát. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem cái con lốc này. Đấy, và tôi sẽ cho anh em biết được căn bệnh này của chiếc xe Ford Everest này. Khi mà lạnh ra thân lốc thì chúng ta phải xử lý như thế nào và điều trị căn bệnh này như thế nào. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho chúng ta. Trước hết là chúng ta sẽ tháo hai cái van của hệ thống dàn lạnh. Con này nó có hai dàn, hai van, thì chúng ta phải tháo hai cái van của dàn lạnh xe Ford Everest này ra để chúng ta kiểm tra. Một trong hai cái van này sẽ bị kém và có vấn đề thì chúng ta phải xử lý. Tiếp theo đó là chúng ta phải kiểm tra đến con lốc. Trong con lốc nếu có vấn đề thì cũng sinh ra cái bệnh là ướt của thân lốc như này. Thế là chúng ta sẽ có hai căn bệnh chính. Một là căn bệnh của van tích lưu dàn lạnh có vấn đề. Hai là trong lốc của chúng ta có vấn đề. Thì hai bệnh này chúng ta phải điều trị cùng một lúc. Đấy, ngay lập tức thì chúng ta sẽ xử lý được cái căn bệnh là toát mồ hôi nước ra thân lốc như thế này. Đấy, chúng ta phải để ý. Tí nữa chúng tôi khi mà chúng tôi làm xong, đấy, trị xong cho anh em xử lý xong thì chúng tôi sẽ quay lại video, làm lại video để cho anh em và xem và biết được cái kết quả mà chúng tôi làm được con xe này. Bây giờ là nhiệt độ chúng tôi đo là đang là 15 độ. Và khi mà 15 độ như thế thì chiếc máy lạnh của chúng ta, chiếc xe này của chúng ta sẽ không bao giờ đạt được anh em nhé. Độ lạnh không bao giờ đạt được. Xin chào anh em nhé.